hello các bạn nhé. thì hôm nay thấy con mình học bài, nó viết bài bằng bút mực. tự nhiên cái là mình nhớ lại cái thời tuổi thơ các bạn. thời tuổi thơ là mình đi học á là mình hay xài cái bút mực. hồi đó mình gọi là bút hero á. đó thì tự nhiên thấy con mình viết bài cái mình nhớ lại cái bút đó nhớ quá. bút đó cái thời mà mình còn đi học quá các bạn. nó có giá trị rất là cao và hồi đó để mua được cái bút hero á nó làm cái gì đó rất là kinh khủng. Đó. bây giờ thì nó đơn giản nữa các bạn thì hôm nay thấy nó viết bài thèm quá tự nhiên cái muốn mua cái bút này về để viết tại vì mình cũng hay có thói quen là mình hay viết những cái dự án của mình ấy. này kia lên sách vở thì mình thường thường là mình hay sử dụng bút bi thôi tại vì lớn thì hay sử dụng bút bi viết cho lẹ cho tiện nhưng mà tự nhiên thấy bút mực nhớ nhớ thèm quá cho nên là quyết định đi mua cái bút mực thì hôm nay mình đi mua và cũng rất là may mắn mình hỏi được đúng cái bút hero mà thời xưa mình xài ấy, các bạn đây này mình mua ở đây rồi đó, các bạn nhìn thấy không đó, đó thấy không nè đó cho nên hôm nay mình sẽ ẩn bốc cái này lại cho các bạn coi mình mua tới hai cây luôn các bạn mình mua hai cây luôn để mình viết hai màu mực khác nhau thì mình mua được bút rồi nhưng mà mình tìm mực cái loại mực mà hồi xưa mình hay xài á nhưng mà người ta nói là giờ không có bán nữa cái hãng đó giờ nó nó, nó, nó nghỉ rồi, nó không bán nữa à, Hồi xưa mình nhớ cái bút Hero này nè Là mình mua là mình hay xài cái mực có tên là mực uh, Quế Lâm À đúng rồi, mực Quế Lâm Mực Quế Lâm á, viết nó đã lắm Mà mình hỏi thì người ta nói là hết bán rồi Cho nên uh, trước mắt thì mình mua uh, cái loại mực này Các bạn thấy không? Doraemon <laughs> <đề> này Doraemon, <laughs> đó Cái mực này á, là của hãng Thiên Long các bạn ha Thiên Long thì... Uh, các bạn nghe Thiên Long thì trước giờ các bạn biết làm ra rất nhiều những sản phẩm văn phòng phẩm và đặc biệt là có bút bi của Thiên Long sẽ rất là tốt cho nên mình nghĩ chắc cái mực của Thiên Long cũng ok thôi thì uh, tạm thời thì mình cứ xài cái mực này đi nếu mà không ok thì mình sẽ tìm cái mực khác các bạn ha và đây là mực tím bạn nha mực tím là đúng bài ngày xưa luôn đó hồi trước thì uh, thực ra thì mình xài rất là nhiều mực uh, mực tím mực xanh mực đen uh, thậm chí là mực đỏ để viết những cái tiêu đề trong những cái bài mới đó thì uh, trong đó là cái mực tím là mình xài nhiều nhất cho nên mình muốn quay trở lại cái uh, ký ức tuổi thơ à, mình xài mực tím bạn ha thiên long này sẽ là mực tím đó và một hộp mực nữa là mực của hồng hà các bạn nhìn này quản hồng hà mực này là mực đỏ các bạn nhé mực đỏ để mình mua về mình mua hai cây một cây mình sẽ là bút tím một cây sẽ là bút đỏ để bút đỏ thì mình sẽ ghi vào những cái uh, giống như cái mục lớn ấy. còn bút tím thì mình sẽ ghi nhiều thì à, Hồng Hà này ấy, là một cái hãng mà cũng từ thời ngày xưa, thời mà mình còn đi học tiểu học á là người ta làm ra những cái bút mà cái này này của hãng Hồng Hà nhưng mà hồi đó đó Hồng Hà ấy, là thuộc dạng cùi bắp thôi, cùi bắp không có tiền mua bút Hero thì mua bút Hồng Hà đó. À, còn nếu mà sang sang thì mua bút Hero, mình nhớ hồi đó cái bút Hero này á, là mua cái giá là tầm khoảng 11 000 hay 12 000 gì đó làm cái gì đó nó rất là kinh khủng quá. Bây giờ mình mua thì nó có giá là 35 ngàn các bạn nha 35 ngàn Cái mã của nó là 331 Đó, đúng cái mã hồi xưa mình xài luôn 331 Thì à, bây giờ nó có rất là nhiều loại bút khác Đẹp hơn rất là nhiều Nhưng mà mình muốn sử dụng cái bút này Để nó trở lại cái người thơ của mình Cho nên mình vẫn mua cái bút này các bạn nha Ok, giờ mình sẽ mở cho các bạn coi nha Ok, các bạn nhìn thấy này ở đây ấy, mình mua hai uh, cây luôn, hai cây luôn các bạn nha, hai cút Hero. thì uh, mình nhìn thấy uh, cái kiểu đóng hộp của nó vẫn giống như ngày xưa. có điều là làm không có được uh, cái hộp nó không được chắc chắn bằng hồi xưa thôi các bạn. hồi xưa mình nhớ cái hộp này của nó nó dày lắm, cầm nó kiểu như nó mút mút cái tay, ấy, sướng lắm các bạn thấy không? mà nói thẳng ra hồi xưa còn nhỏ chắc hồi đó cũng ngu ngu, ấy, cho nên là cũng không có để ý những cái dòng chữ cho nên là không biết cái dòng chữ này bây giờ nó có thay đổi gì hay không cũng không nhớ rõ các bạn ạ à. chỉ nhớ nó là bút Hero thôi thì đây mình thấy nè Hero fountain pen à, đấy ghi chữ này này đó vậy này đó bên này là cái mã là 331 thì mình nhớ hồi xưa còn nhỏ là bút Hero này mình nghe nói thôi nha chứ tại vì hồi đó kiến thức không có đâu nghe nói ngày đó là bút Hero này là bút của hãng Nhật người ta làm nhưng mà uh, bây giờ thì lại thấy là Shanghai China các bạn ạ. Shanghai China là của anh hàng xóm, chả biết là như thế nào. Không biết đúng hay không. Đấy 35 000 các bạn nha, 35 000 Đó. Thì uh, hôm nay mình lên mình lựa đó thì người ta còn có 3 cây thôi các bạn. Người ta chỉ còn có 3 cây thôi và mình lựa được một cây á là cái vỏ màu xanh, một cây là vỏ màu tím. Uh, và còn một cây nữa là vỏ màu đen tại vì uh, mình uh, không có viết mực đen cho nên mình chọn vỏ màu xanh và vỏ màu tím thì vỏ màu tím á thì mình sẽ bơm cái mực tím này vào để mình viết nhiều này mình viết bình thường á Ha viết cái nội dung bình thường thì mình sẽ xài cái mực tím này còn cái cây vỏ màu xanh này á vỏ màu xanh này thì mình sẽ bơm cái mực đỏ hồng hà này vào để mình viết đó thì người ta cũng tư vấn cho mình là hiện tại bây giờ là cái mực đỏ chỉ có hồng hà này là mực đỏ thôi còn những người khác thì nó không là mực đỏ đó. thôi cũng chả biết như thế nào cứ xài đi các bạn nha đó. Lâu quá không xài, không biết như thế nào Đây giờ mình sẽ mở cho bạn coi này. Đầu tiên mình mở cái bút màu tím đi ha Bút màu tím này. Mình mở một cây thôi Tại vì hai cây nó như nhau thôi các bạn Mở một cây thôi nha Đây Ồ, oh, đóng gói có vẻ Bây giờ đóng gói có vẻ chắc chắn hơn hồi xưa Đóng gói cái kiểu này Không phải chắc chắn hơn hồi xưa đâu các bạn Không phải chắc chắn hơn hồi xưa Mình nhớ hồi xưa Khi mà cái hộp này này nó không có phải là mở cái hộp như này đâu mình nhớ là hồi xưa cái hộp này á, nó là cái dạng mà các bạn mở lên nó là cái nắp nó ụp vô không nó làm cái mặt này mặt màu trắng này á, là cái nắp và cái màu đen này á, là nó là cái hộp và ở dưới á, nó làm dạng như là nó đúc thành một cái khuôn hình cái bút này này Đó, nó đúc thành một cái khuôn hình bút này và nó sẽ bằng à, giống như kiểu là à, có cái miếng đệm bằng nhung á. đúng rồi nó là cái miếng đệm bằng nhung và nó sẽ đặt cái bút này vô như thế này các bạn các bạn tưởng tượng cái hộp này ha nó làm một cái đế bằng nhung giống như cái hộp giống như cái đế nhựa này nè nó đặt cái bút vô xong cái mặt trắng này nè nó là cái nắp và đậy ụp vào chứ không kiểu đóng gói như thế này đúng rồi bây giờ đóng gói này nhìn rẻ tiền các bạn nha rẻ tiền rồi ok mở cái bút ra ô trà nó nhẹ lắm các bạn nó nhẹ lắm mình nghĩ chắc nó không đúng như bút hồi xưa đâu nó rất nhẹ các bạn cực kỳ nhẹ bút hero hồi xưa xài á nó thật các bạn cầm nó rất là đầm tay nha cây này nó nhẹ cực kỳ nó nhẹ luôn các bạn nhẹ như đồ chơi vậy á không biết có phải là bút thật hay không chắc mình nghĩ sang hai china này là fake bạn ha còn đúng ngày xưa chắc mình nghĩ là bút nhật thật ngày xưa mình nhớ những người lớn tuổi người ta còn gọi là bút nhật nữa cơ chứ người ta không gọi là bút hero nữa người ta gọi là bút nhật luôn á đó. Đó. nó rất là nhẹ các bạn nha nhẹ lắm đây mở ra coi mà mình nghĩ chắc bây giờ cũng khó lòng để mà tìm được cái bút như hồi xưa đây, rút ra thôi các bạn Đây Đây, có vẻ không được đẹp như hồi xưa các bạn Không được đẹp như hồi xưa nha Mình đánh giá thật luôn là không được đẹp như hồi xưa nha các bạn Và ở đây nó có chữ là Mazia in China Đây. Mazia in China nha các bạn Đó Rõ ràng ha Mazia in China rõ ràng đó. Còn bên này là bên này là có chữ ăn hàng xóm này. Ở đây có logo Hero. Hero thì là đúng rồi, nhưng mà có vẻ không phải hàng thật. Đây. Mở ra. Cái này phải rút nắp ra chứ. Rút nắp ra này, đúng rồi. Rút nắp ra và chúng ta có là cái nắp như thế này. Cái nắp như thế này là đúng rồi. Cái nắp như thế này là đúng nha các bạn. Chính xác là cái nắp này là đúng. Thì nó thiết kế đúng đó. Nhưng mà không biết là có thể bút thật hay không thôi và cái, cái, nắp này cái vỏ này nó sẽ có cái cục này mở ra được này các bạn đó cái cục này phải mở ra được này không biết là còn mở được không thôi cái cục nhỏ nhỏ màu vàng này, này để mình mở thử nha ai da dạ, không mở được các bạn cứng lắm rất cứng nha các bạn có vẻ không mở được không mở được các bạn ơi cứng lắm ai da vậy là không mở được rồi mình nhớ hồi xưa còn nhỏ các bạn biết sao cái bút này á cái nắp cái nắp vàng nhỏ như này, này. rất là đẹp cứ ngồi học bài á, nghịch nghịch xong bắt đầu vặn ra. Cái xui xéo rất xuống cầm bàn, lăn mất tiêu luôn, khỏi tìm. Thế là cái bút bị hở cái lỗ ra, xấu kinh khủng xấu các bạn. Đó. Bây giờ không mở được luôn, chắc là để người ta cải thiện để khỏi bị mất cái cục này sao. À, mở được rồi các bạn. Mở được rồi. Mở được rồi các bạn ơi. Đấy, mở được rồi nè. Mới nói xấu xong là mở được liền. He he, đấy các bạn nhìn này. Đó các bạn thấy không? Đây. Cái đầu nhỏ nhỏ nè bây giờ nó làm cũng không còn gọi là sắc sảo như ngày xưa nữa nha các bạn hồi xưa nó làm nó thật các bạn luôn là cái này nó cắt nó cắt cái này đẹp lắm rất là sắc sảo luôn bây giờ nhìn nó có vẻ thô thô làm sao đó giống như kiểu là một con ốc rất là bình thường các bạn nhìn này đó cái này á nếu mà nó bị mất cái con ốc này đi nó hở cái lỗ này ra thì cực kỳ xấu luôn các bạn nha cực kỳ xấu luôn á đó. đó hỏi vặn vô đi nó mất công mất phiền bút đang mới à, <laughs> đó, đóng vô nha đóng vô nè ok đấy có cái tem đây ha cái tem này ghi là tem chống hàng giả các bạn tem chống hàng giả đó mà không biết là có hàng thật hay không mà chống hàng giả khổ nhé cái này để gài áo ha rất đẹp đây là chúng ta sẽ mở cái này ra mở cái này ra thì ở trên này này đầu tiên nha trên này là cái ngòi này cái ngòi cái ngòi của nói các bạn ấy cái ngòi của nó thì cho nên nó sẽ có một cái uh, hình như thế này, Và cái, ngò này cái ngòi này ngồi ngòi zin của nó đây ngòi zin của nó thì uh, hồi xưa thì viết ngon lắm không biết bây giờ như thế nào các bạn đó ngày xưa mà ngòi zin như thế này, này, đang viết thế này xong uh, ngồi học bài mà lỡ xui xui mà rớt cái bút xuống uh, bàn đấy xuống đất ấy, nó cắm cái đầu này xuống thế là cái đầu nó bị tòe luôn nó không ra mực được thế là cứ phải lấy con dao lam ấy bắt đầu chẻ đôi cái ngòi ra xong rồi <laughs> nhét cái cọng tóc vào mắc cười lắm các bạn đó, thậm chí là đi mua những cái ngòi lô á, ngòi lô xong thay vào viết nông ra mực xong rồi cứ phải chấm mực viết, tức cười lắm. Đó, cho nên là xài bút này nhớ đậy nắp lại trước khi trước khi để xuống bàn phải đậy nắp lại nha các bạn. Đó, vặn này ra này. Đây, đây là cái phao bơm mực. Đó, cái phao bơm mực này. Đấy, cái phao bơm mực zin của nó là nó sẽ có cái này. Rất là cứng cáp các bạn. Đấy, có cái uh, inox này, cứng cáp lắm, zin của nó là như thế. Đó, còn đây là cái phao thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là một câu chuyện rất là buồn cười là hồi còn nhỏ lúc mà đầu năm học được bố mẹ mua cho cái bút này á, thì sướng lắm xong bắt đầu xài được một thời gian á, lúc ban đầu thì nó còn cái này đúng không bạn bơm mực á, thì nó như này nó cứng ngon nè bạn chỉ cần cắm này bạn bóp một cái bóp một cái thôi bạn cắm vào lọ mực bạn thả ra cái là nó hút lên giống như cái xi lăng vậy đó nhưng mà xài thời gian còn, còn nít mà đâu biết gì đâu cái nó bị mất này đi mất này đi xong nó còn mỗi này nó nhiều quẹo à trời mỗi lần bơm mực nó khó nó khó xong bắt đầu phải vặn như này này bạn này xong bắt đầu cắm xuống cắm xuống một xong thả ra nó hít lên bắt cười lắm xong không được bắt đầu vậy vậy vẩy vẩy vẩy, xong đi học nhiều khi nghịch ngợm trêu người nhau bắt đầu mở nắp ra cầm bút vẫy 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 dăng vô áo nhau mực tùm lum la cô quật trong một trận tức cười lắm các bạn đó thôi cái này gái này vô nha các bạn ok vậy là đây là tất cả về cái bút hero nha các bạn nha bút hero nè đó vặn lại nè ok bây giờ mình sẽ mở cái lọ mực ra đi mình sẽ mở cái, cái hai cái bút giống nhau nên mình mở một cây thôi các bạn nhé một cây thôi rồi mình sẽ mở cái lọ mực tím ra đi em mở lọ mực tím mực này người ta ghi này điểm 10 đồng hoàng không mực viết máy Doraemon 40 mil đó của hãng Thiên Long nha các bạn mực này của hãng Thiên Long Đây. Đó. Rồi, ok Mở ra đi Wow, cái lọ mực <laughs> Cái lọ mực Đẹp vãi trưởng luôn các bạn ơi Đẹp vãi trưởng luôn Bằng nhựa nha, đúng của học sinh luôn Hồi xưa cái lọ mực Quế Lâm nó to hơn này nhiều các bạn Nó to lắm Mà mình nhớ hồi đó một lọ mực ấy là có giá là 2 ngàn Các bạn ha, 2 ngàn đồng 2 ngàn hồi đó lớn lắm đó, Rồi giờ mình sẽ bơm mực vô thử nha các bạn mở nắp ra này à, mở này ra cẩn thận nó đổ xuống một cái là toang luôn đấy wow mực tím đẹp lắm các bạn ơi à. rất đẹp nha rồi mình sẽ mở này ra để mình bơm mực vô hút mực vô này bóp này các à bạn ha à? bóp này hút mực vô này cái này á là xài là chúng ta sẽ có miếng dẻ để mỗi khi chúng ta bơm mực xong chúng ta lau đi các bạn đây mình hôi miếng dẻ để mình đi kiếm miếng dẻ đó các bạn chờ mình xíu nha kiếm miếng dẻ đó chứ không thôi là cái này là nó dơ hết chờ mình tí nha các bạn mình bơm nãy giờ nó được có nửa ống rồi các bạn nè lâu quá không bơm ha, bơm nãy giờ nó mới được có nửa ống à để lát nữa mình sẽ bơm sau ha đó bơm thử vậy thôi cho các bạn coi thôi đó, nó ok nha rồi vặn vỏ thôi các bạn đó đó đúng bài các bạn ơi đúng bài đó bơm mực xong nhớ đậy nắp vô nha rồi rớt một cái là toàn cái ngồi ha ok mình sẽ kiếm một tờ giấy mình test thử các bạn xem nha đây ở đây mình mới chôm được thằng con của mình một cuốn vợ bây giờ mình sẽ ghi thử xem sao các bạn đó, ghi cái vỏ cắm trên đây ha cho nó khỏi mất cái vỏ cái nắp ghi thử coi Ồ, oh, đẹp quá các bạn ơi Nè ghi phát ra ngay Các bạn nhìn không Ghi một phát một là ra ngay Đó, Lâu lắm mà mình không cầm bút cái chữ mà nó rất là xấu các bạn nha Các bạn thông cảm Đó, Ghi một phát một ra ngay các bạn Nè hôm nay là thứ bảy ha à, thứ bảy ngày... ngày bao nhiêu ta là ngày 14 14 tháng 5 2022. Ôi trời ơi, đẹp lắm các bạn. Nhìn này. Trời ơi. Có vẻ như cái mực của Thiên Long á nó không có đẹp bằng cái mực Quế Lâm ngày xưa của mình các bạn. À, cái cái mực á nó hơi mờ, nó không có được đậm, các bạn thấy không? Cái mực nó khá mờ, nó không được đậm. Nhưng mà thật sự các bạn là viết bút mực á, nó vẫn sướng các bạn. Nó có một cái cảm giác rất là sướng sướng là bởi vì là cái mực nước á các bạn để ý, các bạn viết bút bi á các bạn ghi cái mực nó cái bút các bạn khó ghi để mềm mại lắm nhà bút mực cái mực nước á bạn ghi nó rất là mềm mại sướng nha ok rất là đã rồi tạm thời để đây đi mình sẽ ẩn uh, bốc luôn cái hộp mực màu đỏ này thử xem sao bạn nha phê quá đang phê đây mở luôn cái hộp uh, bút màu xanh này đi đây các bạn bút màu xanh này đây các bạn đó à, cái màu xanh này ngày xưa mình đi học á mình nhớ là mình chỉ xài một là vỏ tím hai là vỏ đen thôi mình không thích cái vỏ xanh cho lắm bởi vì cái vỏ xanh ấy là nó nhìn nó không có được xịn sò lắm các bạn nhìn nó có vẻ là À, lầm lầm sao đó thôi về cái phần ngoại hình thì mình khỏi cần nói nhiều nha bây giờ mình sẽ mở ra này ha à. đây mình mở ra và mình sẽ bơm thử mực đỏ xem sao nha mực đỏ hồng hà này đây các bạn mực đỏ hồng hà nha wow ấy mực đỏ hồng hà ôi trời ơi cái lọ mực gì đâu mà nhìn giống như là chai nước mắm vậy đó, <laughs> đó bút máy mực mực bút máy. Đó. Quên chưa cho các bạn coi cái hộp nha Đây hồng hà này, bút máy mực này. Mực đỏ bền màu. Không được sử dụng lẫn mực hồng hà với các loại mực khác. À. Oh, vậy là lúc nãy mình quên mình chưa có rửa bút rồi các bạn. Mình quên mình chưa rửa bút. Nếu mà không rửa bút thì nó sẽ sợ là cái keo trong bút đấy. Cái keo trong bút nó sẽ làm cho bị tắc mực. Vậy các bạn chờ một chút xíu nha, để mình đi rửa cái bút này đã. Các bạn chờ một chút nha. Ok các bạn, mình đã đi uh, tráng nước ấm về rồi. Thì cái này uh, các bạn uh, lấy một ca nước uh, nóng hoặc là nước ấm được. Mình chơi luôn nước nóng. Các bạn bơm vào xong các bạn xả đi nhá. Thì cái uh, cái keo á, cái keo của bút á, khi người ta sản xuất bút nó sẽ có keo ở đây này. Thì nó sẽ uh, rửa sạch đi hết, nó tránh tình trạng là bị tắc nghẽn với ngòi bút nha các bạn nha. Lúc nãy cái cây bút kia mình vội quá mình không có chịu vệ sinh với lại mình bị quên các bạn ạ à. lâu quá không xài bị quên thì cây này mình vệ sinh sạch rồi thì chắc chắn là cái cây đó xài sẽ không còn ngon bằng cây này các bạn nha rồi để mình bơm mực vô các bạn chờ tí nha cái này mình bỏ ở đất mình bơm đi chứ không thôi mình bơm đây sợ nó bị đỏ các bạn ok các bạn mình đã bơm vào được khoảng nửa bình mực nửa ống nửa ống mực rồi đây giờ mình cũng sẽ viết thử xem sao các bạn nha đó đây bây giờ mình sẽ ghi thử nha các bạn nha S, Boot hero, ok các bạn ơi, trời ơi các bạn ơi, mình nói thật sự các bạn luôn, cái mực hồng hà nó đẹp, các bạn nhìn này, wow, cái mực hồng hà nó đẹp, cực kỳ đẹp luôn các bạn, thấy không? Nè, nó ra cái mực nó tươi hơn cái mực uh, thiên long rất là nhiều các bạn nha, rất là đẹp luôn, cái này chắc mình phải uh, mình xài hết cái lọ mực tím Thiên Long này mình sẽ đi mua cái mực hồng hà. Như này. Tươi mà đẹp. Đó. Cái nét chữ, nét bút rất là đẹp ha. Bút mới bút zin rất là đẹp và mình cảm thấy là à, mình à, mình rửa cái bút đi, mình tráng cái nước nóng xong mình viết nó êm hơn là cái kia lúc nãy mình không có chịu tráng nước nóng các bạn nha. Đó, rồi ok. Hôm nay à, xin một vé về tuổi thơ thì bạn nào có cái sở thích giống như mình thì các bạn có thể mua cái bút này về xài các bạn nha đó và nhớ là trước khi xài nhớ tráng nước ấm đi chứ đừng có giống như mình các bạn nha ok cảm ơn các bạn